Bị miệp đã quá các bạn ơi. Dính này, dính này. Có hàng. Wow, con này cũng vừa, không có bự mấy. Mấy người miệp bà đang xong. Linh mến chào cô chú anh chị và các bạn. Quay trở lại kênh Hoàng Linh Vlog Cuộc Sống Nhân Giả. Thì buổi sáng nay thì tiếp tục hai anh em mình đi thăm mấy cái bẫy bị bịp nữa các bạn. Thì Linh cũng xin chúc cho cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thì Linh mời các bạn cùng với Linh với anh hai đi, mình đi thăm mấy cái bẫy bị bịp tiếp các bạn. Rồi bây giờ mình tiếp tục thôi các bạn ơi. Thì bữa nay coi có dính con bìm bịp nào nữa không. Thì bữa nay mà nếu nó không dính nữa thì mình sẽ đổi mồi mới nữa các bạn. Thì cứ mình xây vòng vậy, mình đổi mồi mới mới vậy, coi cái nào nó hiệu quả hơn. Bữa nay Linh đem theo dây để đi, cần nào nó bị dây nó bị mục các bạn, mình sẽ đổi lại để nó mà dính con bìm bẹp nó sảy uổng lắm, nó cũng bị đứt dây mấy cái à, chuột nó cắn á buổi tối. Còn nguyên luôn hả? Coi cần bên kia coi có dính không. Hả? Mắc rồi hả? Buổi tối con này con kia rồi nó đi ăn, nó bò ngắn bạc hết các bạn. Bây giờ thì mình đi dính không? Con còng hả? Trời con còng mà dính gì? Anh hai nói bẫy nó bạc dính dính con còng, nghe nói dính tới đâu dính là bẹp dính con còng các bạn. Giật dính con còng luôn nè các bạn. Còng chà bá luôn. Con còng dữ hả? Biết còng nó bò ngang mà. Còng dính luôn cái ngoe luôn nè. Bữa tối nó bò tới bò lui các bạn. Rồi nó bò ngang đụng cái bẫy mà nó giật dính nè, dính luôn cái ngoe ăn còng luôn. Lần đầu tiên mới thấy luôn á. Rùa mà bò ngang dính. Con rùa thì bự, nói vậy con này con còng nó nhỏ mà giật dính còng mới hay nè. Nè dính nguyên cái ngoe nè các bạn. Nó bò ngang nó giật dính nguyên cái ngoe treo lòng thòng luôn nè. Thiệt hay à. Nè cái hang nè. Cái hang quán đó. Có vô xô luôn. Đang đi bắt còng nữa. Kẹp hả? Chính xà bá ăn cộng luôn nè. Cộng như ba khía vậy. Hang ngay cái hang của hắn luôn. Đang đi kiếm cộng đặng đặt chấm lương. Thay dây không? Không thay dây hả? Thay dây luôn hả? Thay dây luôn đi, cho chắc ăn. Dây này của mình nó cũng muốn mục rồi các bạn. Miệng bẹp nó độc lắm đó các bạn, nó cắn đứt dây luôn nha. Cái này mình thăm nó lâu quá là dây của mình mục rồi nó cắn đứt dây luôn á. Còn giờ Linh với anh hai đi thăm, rồi okay. Mình đem dây cho nó chắc rồi mình thay nó vô. Không gà mình đi cắn đứt hết hai con luôn à. Quẹt túi nè. Nè. Mấy con dây nhạo mình mua ngoài chợ nó mềm xèo các bạn. Mềm bẹp nó găng nó cái mỏ nó bén á. Cắn cái mọt luôn. Nó dính gạch chu lùm nó cắn được thôi. Còn ở ngoài chống chống là nó đứng là nó cắn đứt dây hết trơn. Giờ Linh thay con dây câu của Linh vô. Dây cái này dây dù siêu bền. Bao nó cắn luôn. Giờ để mình gà dính được một con cực khổ mà để nó cắn là uổng lắm các bạn.
dây này cho nó thoải mái nó cắn luôn. Dây này cọng nhỏ này siết chặt à. Sáng ngày cu gái nghe phê quá các bạn. Vườn này cu nhóc luôn. Cái này mình thay dây cũng nhanh lắm. Cột nó tốc hành luôn. Gầy dây dây lại đi, để con này kia nó bò lên nó sụp nữa. Ổng gà mình gài 8 cần mà nó bị hao hụt hết thôi. Còn có 5-6 cần. Con này con kia nó cắn dây đứt hết trơn, không có thời gian đi ra mà mình thay lại. Bữa nay mình đi thăm rồi mình ra mình sẵn vậy mình thay luôn. Rồi, vậy là mình thay được 1 cần rồi các bạn. Bắt đầu mình đi thăm tiếp mấy cần kia. Tiếp tục thôi các bạn ơi. Cũng vẫn là cái đường cũ, lội tiếp nữa. Đi thăm không ngán mà ngán mấy cái lội mấy cái mương nữa các bạn. Nó lúng tới đầu gối luôn, lội mệt. Lụm gắn là như đặt cái lụm nào ta quên này. Cái lụm này cái lụm sao? Anh hai ghé thăm cái lụm gắn luôn các bạn. Mày sớm có đem lúa theo không? Như lụm này nè. Chín không? Khiều khiều có nặng không? Cái gì khiều khiều? Lùm quá. Còn ha? Còn chuột không? Cái này mình đặt 3-4 cái lồng nha các bạn. Đặt vòng vòng đây kiếm gắn mình ăn. Con một hả? Thấy cái bẫy còng của anh hai độc không các bạn? Bằng cái chai nước ngọt mình cắt cái ra mình để cho nó xéo xéo xuống, bỏ cám vô con còng nó bò xuống nó ăn, mà nó bò lên nó trơn trơn nó bò lên không được vậy mà dính cũng nhiều lắm các bạn. Ngay chuyến mình đi thăm bẫy luôn, mình ghé mình thăm mấy cái còng luôn, mấy cái lợp bóng dừa hôm qua đặt mà chưa giờ tới giờ chưa đi thăm nữa, nó bị nước nó không có ngay mình đi thăm, giờ nước lớn nữa rồi. Nước lớn sáng sớm nước lớn nữa. Đợi giờ để cho nó gồng nó mới đi thăm. À, cái bẫy bình bẹp mình đặt bên đó đó các bạn. Bây giờ mình đi tới đây, mình gồng nó qua. Cũng vô nó cùng cái mùi. Còn cái mùi thơm thơm cũng vô. Cám hôm qua con dư của mình đâu? Cọng mót hả? Hết màu vậy, dây dính vậy được rồi. Tha vô cái mặt kia hả? Mỗi cái mới có luôn. Cái này cộng buổi sáng này mình bắt nó cực lắm các bạn, chỉ có cái cách đặt này thôi mới bắt được nó ha. Còn sáng này đụng nó đó nó chạy vô hang chân, bắt con cực ghê luôn á. Cái này mồi nó thì cũng đơn giản các bạn, cám mình gam lên á cho nó thơm mình bỏ nó vô thôi.
đặt, mình đặt nó như thế này nè các bạn, để xéo xéo này nè, là nó bò vô hết trơn. Chỗ này có không? Rồi giờ mình lội qua cái mương này, mình đi thăm cái cần bẫy đẹp ở đây nè các bạn. Wow, đây mương cũng không. Chỗ cái bạn phải không? Kì kì dính này kìa. Dính này. Dính. Treo đầu vô cây cách luôn rồi. Wow. Bị biệp đã quá các bạn ơi. Dính này. Wow, con này cũng vừa, không có bự mấy. Bay lên cây cách nè, hên là nó treo đầu vậy nó không cắn cái gặp kia cắn nữa rồi. Tiếp tiếp tục có hàng các bạn ơi, mồi ốc. Wow, quá chi đã, còn đầu tiên cái trước thì cái trứng của mình nè các bạn nè, nó ăn một cái còn có cái vỏ không à, nó ăn chóc hết lỗ luôn. Tha ốc hết trơn rồi, lấy lụm cái đó để vô luôn. Ốc vỏ tha sạch hết luôn hả? Ăn tha hết rồi, ở đây có ốc đâu mà bắt. Nè, lấy cái vỏ ụp đây đi. Cái này giờ không có mồi, mình lấy cái vỏ mình ụp, mình lật ngửa lên ngụy trang đó các bạn. Đó, giống như cái trứng thiệt vậy đó. Ụp vậy đi. Mình nào có chuyến sau đi thăm rồi hả? Để chuyến sau mình đi thăm rồi có thì mình thay mồi vô. Rồi bây giờ Linh với thầy tiếp tục đi thăm mấy bẫy bên kia. Còn đây cái nữa hả? Mình hai đặt cọng vòng vòng đi, đặt hết trơn qua chỗ nào cũng có hết trơn. Rồi mình tiếp tục thôi. Xong hết chưa mấy cái cọng hết chưa? Đây mình qua bển luôn hả? Chụp luôn à, dính không? Chắc luôn à. Cái mồi mà dính gông gom cũng quá trời nhiều nè. Cái này, cái bẫy cộng độc quá ha. Đơn giản mà hiệu quả. Nhóc nữa hả? Cái này thì nó có mồi. Cái này có mồi nè, vô nhóc cái này. Ra cái cuối cùng nó còn mồi. Cộng được đặt ban đêm á. Đặt ban đêm. Mà đừng có mưa, mưa cái là xong luôn, mưa cái là nó trôi, nó ngập rồi vô cái cám rồi mình nó trôi hết trơn. Nó còn khô kìa. Rồi. Và mình tiếp tục thôi. Cái này không dính về đi. Về vô anh kia đi. Cái này mấy bữa rồi nó không có dính các bạn. Con nằm đây hoài à. Giờ mình về qua bên kia. Về cái điểm có bị bịp mình đặt. Mấy bữa rồi. Mấy bữa. Nguyên. Rồi giờ mình lấy mình về qua bên cái chỗ đậu bắp. Đậu bắp thì dậy nhiều quá. Chỗ này ấm quá mà không có con nào mà xuống hết trơn.
Giật ốc hả chú? Hả? Ừ, gà đẩy dưới này đi. Nó thường đi ăn dưới này nè. Cái cần kia thì mình giờ ở đây nè các bạn. Lụm mấy con ốc mà đây nó có ốc rồi. Đây chắc nó ăn ốc dưới đây no hết rồi. Dài mấy cái rãnh nhỏ nhỏ này nè, ốc nhóc luôn. Nó ăn nó tha lên bờ này. Đặt hết trơn luôn nè. Ở đây có chú vịt ốc nữa nè các bạn. Vịt ốc thì vịt ăn. Cái này nó dính cái là nó gịch vô đây luôn. Đầu bắp mau lớn ghê luôn á, mới đây cao cao. Mình hai bẻ mấy cái cây để mình dựng nó lại. Sáng ngày trời muốn mưa nữa, ui ui nữa. Này cho vịt ăn hả chú? Chị dài đây nó vớt ốc rồi nó bỏ lên nhóc luôn nè. Ốc ở đây không được bự ha. Nó nhỏ không à. Không đủ cho mình bẹp nó ăn hả? Con đâu đi gài gài này? Dạ con ở gần đây nè, con ở ngay chỗ nhà máy nè. Dạ. Khúc nhà hai buôn đó. Dạ. Biết đấu không? Dạ. Dạ biết. Dạ gần. Con của ai ở đó? Nên là người chị em đó phải không? Chưa mừng bà ấy gì. Cái này mình nuôi được nhiêu con chú? Nuôi được mấy chục con à. Dạ. Chú em cũng muốn chú ở khúc nhà máy đó. Hồi xưa đó nghe. Còn 40 năm về trước á, 30 năm về trước á, chú ở khúc nhà máy đó. Cái này nuôi vịt đẻ hả chú? Nuôi vịt con rồi có đầu tiên đó, đầu chơi. Dạ. Chú ở trong vườn nè. Rồi, thì anh hai cũng đặt cái bẫy đầu tiên vừa xong các bạn. Đây, chỗ này ấm quá. Đầu mình tiếp tục mình đi thăm còn hai cái bẫy bên kia nữa hết rồi. Dạ 5-6 cân nha. Bé gì? Đặt ở đây nữa hả? Bự không? Nó ăn trong lùm không á, nó kích trong lùm nó ăn hay không á. Anh hai thăm cái lồng rắn nữa các bạn. Chỗ này ngon quá. Lùm bụi không. Còn hả? Chín. Sáng
đây nè. Cái bé mịp á hả? Rồi giờ cần cuối cùng này cũng không dính luôn các bạn ơi. Cần cuối cùng này thì nó bị sảy luôn rồi. Bên đây mình còn được cái trứng nó ăn banh cái trứng luôn nè các bạn. Bắt cóc cũng có, còn được có cái trứng nè, vô nó ăn cái trứng mà tới lỗng lỗ bự vậy luôn. Cái này giấu mới tôi luôn nè. Mà do cái bẫy mình hồi hôm là nó bị bật sẵn các bạn. Trời mưa mà nó vô nó ăn bị lủng lỗ luôn. Còn có con ốc một mà. Trời ơi uổng hết sức uổng luôn, còn mới tôi luôn nè, ướt nhẹp luôn. Quẹt đó. Vậy anh Hai chưa chưa chút xíu nó lại lụm hơn. Nó ăn quen á. Vậy anh Hai thì sửa dây lại các bạn. Thay dây lại luôn. Cái cần này làm như nó bật hết yếu sao á, nó nhảy ra được. Không yếu đâu, dây giật cỡ đó mà. Cần nó lẹ mới được, cúp cái là lên đi. Nhảy ra nó lẹ lắm. Bữa nào anh em mình cũng dính được con á. Cái cần này bị sảy mấy lần luôn các bạn. Thăm bữa trước thì cũng sảy nữa, nó ăn banh hết trơn. Bữa nay cũng ăn banh hết trơn. Bữa nay sửa lại cho kỹ hết. Mình bắt nó cho mình được các bạn. Coi cái mặt nó coi nó sao. Coi con bị bẹp bà hay bị bẹp cóc mà nó ăn khéo quá. Gạo cỡ đó luôn mà nó ăn còn khéo vậy đó các bạn. Rồi thì giờ anh Hai cũng sửa lại cái bẫy xong các bạn. Thì mà dây cộ rồi mình sẽ thay là hết luôn. Còn có cái vỏ trứng không để đại đó đi, nó đang ăn quen à. Chỉ có con ốc ở đó nó muốn ăn con nào nó ăn. Thì giờ anh em mình đi về. Rồi thì anh em mình cũng đi về các bạn. Thì Linh cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của anh em mình. Thì Linh xin hẹn cô chú anh chị và các bạn trong video kế tiếp. Thì hôm nay thì tiếp tục thì cũng dính được một con người Việt các bạn ơi. Thì ngày nào cũng dính được một con hết. Thì mấy cần kia này nó bị sảy thì rất là tiếc luôn. Thì hôm nay thì anh em mình sửa dây lại hết, thay mấy dây lại hết để mình bắt lại nó các bạn. Thì Linh cũng cảm ơn cô chú chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video của anh em mình. Nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh của Linh thì hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi video mới nhất. Linh chân thành cảm ơn các bạn.